rút thuốc rồi tiêm vào tủy sống. Người điều dưỡng này đang tiến hành gây tê cho sản phụ trước khi thực hiện ca sinh mổ. Không chỉ một mà đã có rất nhiều sản phụ sinh con ở bệnh viện phụ sản Tiền Giang được gây tê bởi điều dưỡng này. Ủa cái này có gì đâu, không đảm bảo hoàn toàn. Cái này là bác sĩ người ta đang tiến hành thủ thuật gây tê ở trong phòng mổ mà. Ừ, cái này là bình thường. Cái bác sĩ này là ai ạ? Đâu đây kìa. À cái cô này là cái cô kỹ thuật viên gây mê. Cô Phương Lan này thì cô đã có trình độ làm trên 20 năm rồi. Cô làm, nói thật lòng là cái kỹ thuật cô làm rất là điêu luyện. Và cô là kỹ thuật viên đại học, tương đương với bác sĩ. Mỗi ngày bệnh viện phụ sản tỉnh Tiền Giang có khoảng 10 đến 15 ca sinh mổ. Và theo lịch trực thì mỗi tháng người điều dưỡng này trực khoảng 14 đến 15 ngày. Nghĩa là mỗi tháng người điều dưỡng này thực hiện gây tê cho ít nhất là 150 sản phụ. Thế nhưng theo đại diện Hội Gây Mê Hồi Sức Việt Nam thì theo quy chế của Bộ Y tế, điều dưỡng không thể trực tiếp thực hiện công việc gây tê, gây mê thay bác sĩ. Điều dưỡng gây mê không được phép gây tê tủy sống cho người bệnh. Vì gây tê tủy sống là một kỹ thuật vô cảm, có nhiều tai biến, biến chứng. Chính vì thế, phải là bác sĩ gây mê hồi sức có giấy phép hành nghề là được đào tạo để xử trí những tai biến, biến chứng. Cũng theo đại diện Hội Gây Mê Hồi Sức Việt Nam, kỹ thuật gây tê tủy sống mặc dù không phải là phức tạp, nhưng có thể gây ra chết người. Trong khi đó, trước khi lên bàn mổ, mỗi sản phụ đều phải ký những giấy tờ cam kết đã được bác sĩ tư vấn kỹ với các biện pháp gây tê, gây mê và hiểu các biến chứng có thể xảy ra. Nghĩa là sản phụ đã giao phó tính mạng của mình cho bệnh viện và các bác sĩ. Dùng người không đủ chuyên môn để gây tê cho sản phụ. Thí dụ như cô Phương Lan này làm, nhưng bác sĩ gây mê là bác sĩ Bích Thủy sẽ chịu trách nhiệm. Cách thức nào để hợp thức hóa việc sử dụng người không đủ chuyên môn ở bệnh viện phụ sản Tiền Giang? Đón xem phóng sự tiếp theo trên Chuyển động 24 giờ.